Chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với bài số 12 trong phần chữ Hán của N5. Và bài số 12 ngày hôm nay thì mình sẽ học một vài những danh từ chỉ về vị trí, ví dụ như là trong, ngoài, dưới, trên hay là trái, phải nhá. À, ok, với chữ Hán đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau học luôn này, đó là chữ trung. Trung là gì nhỉ mọi người nhỉ? Trung là bên trong nhá, bên trong. Thế thì trung mình sẽ gặp một vài những cái từ vựng của nó. Ví dụ như là chúng ta gặp từ vựng trong từ cỡ là Trung Quốc này hay là Naka à, Naka mình học từ bài bao nhiêu nhỉ? Ok để mình sẽ xem lại nhá. Trên này người ta không ghi là bài bao nhiêu nên mình sẽ xem lại trong sách nhá. Bài số 10 chúng ta sẽ học về vị trí đúng nào đó từ Naka là ở bên trong. Sau này mình sẽ gặp rất là nhiều những cái từ có từ chung này nữa đó là từ gì nhỉ? Manaka này hay là gì nhỉ? Hôm trước mình vừa mới học trong từ bài điện đây này là gì đây? Kai chūden là đèn pin đúng không? Hay là shio chū là đang trong thời gian sử dụng, boshi chū là trong hả, thời gian gì nhỉ? tuyển dụng này. Sekai gū là trên toàn thế giới, Chugako gakko là gì nhỉ? là trường trung học. Hay là nakami, nakami mình học ở bài bao nhiêu đây? Nakami chúng ta sẽ học bài 41 cơ mọi người ạ. Nakami nghĩa là nội dung là cái bên trong. si là à, gì nhỉ? À, hoãn đúng không nào? hoãn. Hay rồi, thế thì với từ chung này về cách nhớ của nó vô cùng đơn giản các bạn nhìn thấy Bên trong một cái hộp đúng không nào? Có chọc một cái như này, chọc một cái vào bên trong hộp nhá Chọc một cái que vào bên trong hộp chúng ta có từ naka nhá, naka từ chung Hay, với cách đọc của nó thì vì có rất là nhiều những cái ví dụ vừa nãy nên chúng ta nhìn có thể thấy đây Có một vài cách đọc như sau Hôm nay chúng ta sẽ học cách đọc là naka, naka trong từ naka cái từ này học rồi đúng không nào? Sau này mình sẽ học từ manaka Manaka là ở trung tâm, ở giữa hay là chúng ta có từ nakami Nakami là là những cái nội dung, những cái bên trong Hay từ chiu trong từ chiu goku Cái đọc là chiu Chiu goku rồi, cái từ này là Kai chiu Dento Hôm trước mình vừa học rồi nhưng mình vẫn sẽ, vẫn sẽ viết lại nhá Kai chiu Dento là đèn pin Chúng ta có từ shio chiu Mọi người thấy không? Cách đọc đều là chiu hết đúng không nào Shio chiu là đăng trong thời gian sử dụng tiếp theo chúng ta có từ từ gì nhỉ bô siêu chư là gì nhỉ bô siêu chư là đang trong thời gian tuyển dụng đúng nào tiếp theo từ gì nhỉ vẫn đọc là chư mọi người ơi chư ga cổ từ ga cổ học rồi đúng nào à hôm nay mình học luôn từ này đi à, chư cổ là gì nhỉ chư ga cổ là trường trung học và chư si là gì nhỉ chư si là hoãn đúng nào chư si là hoãn ngoài ra nó có cái đọc là giu trong từ ví dụ từ sekai giu sekai giu là trên toàn thế giới đó, đó là về chữ trong này của chúng ta nhé Hay và chúng ta sẽ cùng nhau đọc những cái ví dụ của nó nhá. Một là gì nhỉ? Nước Trung Quốc đọc là gì đây mọi người? Ấy? Chiu gốc cự Thấy chưa? Mọi người có thể từ những cái chữ hán chúng ta học rồi chúng ta đoán được cách đọc của nó đúng không? Tiếp theo từ này từ gì? Naka sne naka Ok, đó là về chữ chung của chúng mình Tiếp theo ngược lại với chung chúng ta có từ ngoại Ngoại là ở bên ngoài đúng không nào? Soto, soto đây Soto ở bên ngoài hay là nước ngoài sẽ là gì nhỉ? Nước ngoài là gai cô cử gai cô đây rồi ngoài ra sau này mình sẽ học những cái từ ví dụ hazuremas hazuremas là gì nhỉ là tuột khỏi đúng không nào tuột tuột còn hazushimas là mình tháo ra thì hai cái từ này chúng ta sẽ học về trong chương trình n 4 liên quan đến tự động từ và ngoại động từ nữa cơ rồi hay là hải ngoại chúng ta có từ cai gai là nước ngoài đúng không nào Hay thế thì về chữ hán này cách viết của nó như sau chúng ta thấy một bên là chữ ta một bên là chữ tô là hai chữ trong katakana chữ ta và chữ tô đúng nào bên mình tưởng tượng là ở bên ngoài kia có hai thằng tên là ta và thằng tô đúng không đó nhá đó là về chữ hán à về chữ ngoại này của chúng ta nhá về cách đọc của nó chúng ta vì thấy có rất là nhiều những cái ví dụ nên chúng ta cũng thấy là một vài cái đọc như sau một là gì nhỉ? đúng một mình sẽ đọc là soto sô soto là bên ngoài rồi những cái động từ này chúng ta sẽ học sau này nhá chúng ta sẽ đọc là hazu hazuremas và hazushimas rồi. Và gai thì cách đọc trong từ gai cô cự nhé có cách đọc là gai nữa, đúng nào? Gai cốc cự hay là cay gai. Cai gai. Rồi. Hãy xin mời mọi người cùng nhau ôn lại nhá. Một, bên ngoài là gì nhỉ? Bên ngoài đọc là soto, nhé soto. Ờ soto. Và nước ngoài sẽ là gì nhỉ? Nước ngoài là gai cốc cự. Gai cốc cự đây bonus thêm cho mọi người một từ này nhé chữ gai cốc cự né gai cốc cự rồi chữ này mọi người học chưa chữ người này người chữ nhân này học rồi đúng không nào bây giờ, cái từ này sẽ đọc là gai cốc cự gin gai cốc cự gin là người nước ngoài nhá chúng ta có từ việt nam là là người việt nam nihon gin là người nhật bây giờ, chúng ta học thêm từ này nữa là gai cốc cự gin là người nước ngoài nhá người nước ngoài ok đó là chữ ngoại Tiếp theo chúng ta sẽ học về cặp tiếp theo Cặp từ à, lên xuống, chữ hạ trước nhé Chữ hạ là dưới, bên dưới Đúng không nào, bên dưới Thế thì, Ồ oh, riêng về chữ hạ chúng ta thấy Có rất nhiều những cái từ vựng có chữ hạ này Đúng không nào, thứ nhất là những từ học rồi Chúng ta thấy có từ chika là gì nhỉ Là dưới tầng hầm, bên dưới, đúng không nào Chikatetsu là gì nhỉ, tàu điện ngầm Hay là heta Heta, hôm trước mình học từ t học rồi Đúng rồi, tay học rồi Heta là gì nhỉ, là kém Shita là gì nhỉ? Shita là bên dưới hay là uh, uh trong bài bao nhiêu đây? Trong bài uh, oroshima, trong bài 16 chúng ta học từ Orochimat là Okaneo Orochimat là rút tiền đúng không nào? Rút xuống bên dưới đúng không nào? Stagi là gì nhỉ? Quần áo lót bên trong. Rồi, và ngoài ra sau này mình sẽ học từ ví dụ từ Roka sẽ là thềm nhà này, hành lang này hay là gì nhỉ? Ika, Ika là bên dưới trở xuống này, trở xuống đúng không nào? Hay là Kutsushita là gì nhỉ? Cái tất hay là gì nhỉ? À, Sagemas là gì nhỉ? Cất đi ví dụ như chúng ta um, à, đây có hai cặp từ này nhá. Sagemas và sagarimas đây là hai cặp từ tha động từ và tự động từ thì cái này xong rồi bổ chúng ta sẽ học được chưa nào? Hay về chữ hạ này chúng ta sẽ tưởng tượng cách viết như sau. bên mọi người tưởng tượng nhá. Trên này là cái mặt đất đúng không nào? Bên dưới này giống như cái cái rễ cây đúng không nào Và rễ cây nó mọc ở bên dưới Ở bên dưới mặt đất nhá Đó là chữ hạ Thì từ chút nữa chúng ta học chữ thượng như này này mọi người Đấy thì đây là đây là mặt đất này Đây là mặt đất Còn đây là cái mầm cây Cây nó mọc ở bên trên Thì nó sẽ như này nhá Còn đây là rễ chúng ta mọc ở bên dưới Được chưa nào Hay thì, thì về cách à, uh, Wow cách đọc của chữ hạ này có rất nhiều cách đọc Thứ nhất cách đọc đầu tiên là cách đọc Shita Shita là gì nhỉ Là bên dưới stagi là Stagi là gì nhỉ? Là đồ lót đúng không nào? Kutsu shita. Kutsu tạ Mình sẽ ghi cả những cái từ mà chúng ta đã từng học và chưa từng học đúng không nào? Kutsu tạ là tất Rồi, sagemas là cất xuống đúng không nào? Buông xuống Đây, Sagemas Sagarimas là tự động từ của nó Đấy. Oroshimas là gì nhỉ? Mình rút tiền đúng không nào? Tiếp theo cái âm mà khi mà nó ghép với chữ hán khác thì nó sẽ có cách đọc thứ nhất là ka, ví dụ chika, chika là tầng hầm. Chikatetsu là tàu điện ngầm. Rô ca là thành lang đúng không nào? Ica là trở xuống. Rồi ica trở xuống. Nghe thì mình chưa có từ đọc của nó. Tiếp theo chúng ta có cách đọc. Tiếp theo về từ he, he trong từ he ta nhé. He ta, Heta, na là gì nhỉ? Là kém đúng không nào? Hay và chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại những cái cách đọc của những cái từ mà chúng ta học rồi nhé. Xin mời mọi người cùng nhau đọc nào. Thứ nhất là gì nhỉ? Tầng hầm là gì nhỉ? Chi, chi cả. Thứ hai là gì nhỉ? Tàu điện ngầm là Chikatetsu Tiếp theo này à, Kém là gì nhỉ? Kém là Heta, Heta na. Kém đúng không? Bên dưới là gì nhỉ? Bên dưới là Shita ne? Shita Rồi Rút tiền chúng ta có cách đọc là gì nhỉ? Orochimasu ne, Oroshimasu. Và quần áo lót bên trong là gì nhỉ? Shitagi Shitagi Chữ này đọc là ghi đúng không? Biến âm là ghi star ghi là quần áo lót bên trong Hay, được chưa nào? Thế thì ngược lại với chữ hạ Chúng ta sẽ học luôn về chữ chữ thượng này nhá Chữ thượng thì cũng có rất là nhiều những cái từ vựng của nó Thì chúng ta sẽ cùng nhau nhìn về những cái từ mà đã học rồi nhá Thứ nhất là agari là lên đúng nào Jose, jose Rồi, à tí nữa mình sẽ viết sau nhá rồi, ue là bên trên đúng không? Hay là ngược lại với cái từ shitagi là quần áo lót bên vừa nãy chúng ta học Bây giờ chúng ta sẽ gặp từ áo khoác ngoài bên ngoài sẽ là sita à, uwagi hay và sau này chúng ta sẽ học những cái từ này ví dụ như agadimas này eh, hay à đây, chữ này là còn nobody mas là leo lên đúng không hay là okujo là trên tầng thượng này ijo vừa nãy chúng ta có từ ika là trở xuống bây giờ ijo sẽ là trở lên agemas là gì nhỉ? Là mang lên đúng là hay là nâng lên cũng được. garimas là à, gọi là kính ngữ của từ tabemas đấy là gì đấy nhỉ? Là ăn đúng không? Hay rồi, bây giờ các bạn sẽ cùng nhau nhìn về cách viết của nó. Thì vừa nãy em khi mà dạy về chữ hạ mình đã nói rồi. Chữ hạ thì là dễ cây đâm xuống bên dưới mặt đất. Còn bây giờ là gì nhỉ? Thượng là gì nhỉ? Cây nó sẽ trồi lên trên, lên trên mặt đất đúng nào? Và chữ thượng của chúng ta nhá. Ue là bên trên còn sta là bên bên dưới hay và các bạn sẽ cùng nhau nhìn về cách đọc của nó này rất nhiều cách đọc đúng không? Một là uệ, hai là uwa uwa trong từ uwagi nhé, uwagi rồi a à, trong từ gì nhỉ? agadi đấy agadi hay là mechi agadimas đấy shi agadimas sau này mới học cơ nhưng mà mình sẽ viết ở đây cho các bạn học luôn nhá à gọi là tham khảo luôn thôi đúng không? Không yêu cầu học luôn này. Agemas này Nobodimas né, Nobodimas leo cầu thang chẳng hạn đúng không? Ngoài ra cái đọc là jo trong một vài trường hợp như là jo gì nhỉ? Jo dự. Hay là okujo. Mọi người thấy không? Ghép với những chữ Hán khác sẽ đọc là jo nhá. Okujo và izo, izo là gì nhỉ? Izo có thể là izo, izo là Israel là đến đây là hết này hay ngoài ra ngoài ra Ijo còn có nghĩa là gì đây nhỉ là trở lên đúng không trở lên từ bao nhiêu trở nên trở lên đấy đúng không ok hay xin mời mọi người cùng nhau ôn lại nhá một là chiều lên đấy agari đấy agari nó biến thành danh từ đúng không hai là jo dự jo dự là gì đấy jo dự là gì nhỉ là giỏi rồi phía trên là gì nhỉ ue và ừ. quần áo khoác ngoài sẽ là Uwagi u wa, -wa Được chưa? Đó là bốn chữ Hán với cả hai cặp mà chúng ta đã học. Một là trong ngoài hai là lên xuống đúng không? Và cuối cùng chúng ta sẽ học nốt hai cặp từ cuối cùng đó là trái phải. Về hai chữ Hán cuối cùng thì chúng ta sẽ thấy là có rất là ít ví dụ không giống như bốn chữ Hán vừa rồi. Thứ nhất chúng ta có từ tả, tả là bên trái nhá, bên trái. Bên trái mọi người đọc là gì nhỉ? Bên trái chúng ta có từ vựng gì đây? là từ hidari nhé hidari đây chữ hán đây hãy cùng nhau nhìn chữ hán nhá thì mọi người tưởng tượng này cả hai chữ tả và chữ hữu chữ trái và chữ phải đều có một cái này giống như cái trong chữ na đúng không nào thế là mọi người tưởng tượng bên tay trái thì chúng ta cầm gì nhỉ giống như cầm cái cái gì nhỉ cái nâng tạ ấy đúng tay trái thì cầm cái nâng tạ nhớ chưa rồi nhớ như vậy à, để từ nữa chúng ta phân biệt với chữ hữu là như nào cho dễ nhá rồi, với chữ tả này các bạn chỉ cần nhớ cho mình Thứ nhất trong chương trình N5, N4 chúng ta chỉ cần nhớ chữ Hidari Ông đọc Hidari, đây, Hidari đây Hidari được chưa? Hidari là bên bên trái nhá Hidari bên trái Hay, và rất là nhanh, ôn lại luôn Đó là Hidari, mình sẽ không ghi lại đấy nhá Nhớ chưa nào? Chữ này dễ đúng không nào? Mọi người cùng nhau tập viết nhá Vẫn là cái nét giống như chữ Na này Và bên trái thì cầm cái, cầm cái quả tạ Thế còn bên phải thì cầm cái gì? Nào, bên phải là chữ mi gi nhá, dễ rồi. Bên phải thì mình có cái chữ này giống như cái gì nhỉ? Cái miệng đúng nào. Tay phải chúng ta hay thuận tay phải, tay phải chúng ta hay cầm đồ ăn để đút vào mồm, được chưa? Đó là chữ phải nhá. Nào, tay phải thì cầm đồ ăn để cho vào, cho vào mồm, còn tay trái thì mình cầm gì đây? Mình nâng tạ đúng không nhỉ? Đó, nâng tạ nhá. Hay với chữ này thì các bạn nhớ cho mình cách đọc là mi gi thôi đã, được chưa nào? Mi gi và chúng ta sẽ ghi luôn, đây là mi gi rồi, như vậy là chúng ta đã học xong 6 chữ hán của bài số 12 ngày hôm nay Và những chữ hán gì mà cùng nhau ôn lại nhá Đây là Trong này, naka Ngoài là soto Dưới là shita Trên là gì nhỉ? Ue Rồi, trái là hidari Và cuối cùng phải là migi Và giống như mọi lần thì các bạn hãy cùng nhau dừng màn hình lại một lúc Và chúng ta sẽ làm bài tập Sau đó quay trở lại để check cùng với mình nhá hay chúng ta sẽ cùng nhau chữa 15 câu của bài ngày hôm nay nhá. Câu số 1 này. Rai nen chiu goku. Chữ này là quả chiu cự đúng nào? Trung Quốc. Rai nen chiu goku e ikanakereba narimasen. Chúng ta học cái mẫu này đúng nào? Là gì nhỉ? Tôi phải phải đi đâu? Phải đi Trung Quốc năm sau, năm sau tôi sẽ phải đi Trung Quốc. Câu số 2 này trong lớp học thì có ai không đúng nào có ai vậy câu số 3 này isu no isu no ue, isu no ue ni uwagi uwa ga arimasu câu này chúng ta sẽ dịch là gì nhỉ ở trên gì nhỉ trên ghế thì có cái áo khoác uwagi là cái áo khoác của chúng ta nhá câu số 4 nào Sa do do o kudasai nhé. Câu này như kiểu câu chủ nhà mời à, người chủ nhà người mời khách vào đó xin mời anh vào đúng nào o kudasai. Câu số 5 này Mira sa và uta ga des. Anh Mira thì rất là giỏi gì nhỉ? Giỏi hát đúng nào uta ga des nhé. Câu tiếp theo này câu số 6 này. Câu này chúng ta sẽ dịch là là gì nhỉ? Ở dưới cái bàn thì có con mèo này cô cả imasu Câu số 7 này, mai ni chi chika tetsu, ,ですね. chika tetsu gakko Hàng ngày tôi đến trường bán bằng tàu điện ngầm, đúng chưa nào? Câu số 8 này, haha và wa ryōri ga heta desu ne. Heta. Mẹ tôi thì rất là kém khoản nấu ăn, đúng không nào? Câu số 9 này, atarashi shitagi desu ne. Shitagi o kaimashita là tôi đã mua cái gì đấy? Mua cái uh, đồ lót mới đúng không nào? Mặc bên trong mới đúng không nào? Câu số 10 này, ATM de okane o oroshimasu. Oroshimasu là gì nhỉ? Rút tiền đúng không nào? Okane o oroshimasu là rút tiền. Rút tiền ở cây ATM đúng không nào? Hay, tiếp theo còn 5 câu nữa chúng ta cùng nhau chữa nốt nhá. Câu số 11 là bike wa chika ni arimasu Xe máy thì có ở dưới tầng hầm, đúng không? Câu số 12 Uchino soto ni thôi để cả arimasu Ở bên ngoài toilet thì có cái... À bên ở bên ngoài nhà thì có toilet, đúng không? Toilet có bên ngoài nhà Câu số 13 này Gai cô cự, chữ này đọc là bà gai cô đúng không? Gai cô ở nước ngoài e, Ikitai des tôi muốn đi nước ngoài đúng không? Câu số 14 này San tức gai cô jin Gai có cửa Anh Sam là gì nhỉ? Là người nước ngoài. Và câu số 15 nhá. Watashi no hai, watashi no migi. Watashi no migi ni haha -ha ga imasu. Hidari ni chichi ga -chi imasu. Câu này chúng ta ôn lại về hai bên phải bên trái đúng không nào? Ở bên phải tôi thì có mẹ còn bên trái tôi thì có có bố. Hay đó là 15 câu của bài ngày hôm nay. Hy vọng là các bạn đã, đều đã làm đúng hết rồi nhá. Và bài học của chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài tiếp theo. Nasa, otsukaresama desu. Bye bye.